Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Tiếp xúc cử tri phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã ghi nhận và giải trình một số kiến nghị như việc thực hiện dự án hầm chui tại ngã tư chợ Đình, về nguồn thuốc bảo hiểm y tế, công tác khám bệnh định kỳ cho cán bộ trung cao, cần có phản hồi nhanh kịp thời sau kỳ tiếp xúc cử tri, một số thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến địa phương như đề nghị thực hiện nâng cấp một số tuyến đường hẻm tại tổ 74 và tổ 104 khu phố 7, hệ thống đấu nối nước thải tại một số khu vực ở khu phố 8 chưa được triển khai, việc trụ anten thuộc bưu điện tỉnh quản lý gây nguy hiểm cho một số hộ dân sinh sống khu vực xung quanh trụ.